Trưa ngày 29 tháng 8, ông Phan Anh Tuấn, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với chính quyền xã Gia Hanh bàn giao rắn hổ mang chúa cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh để thả về môi trường rừng tự nhiên. Con rắn có chiều dài trên 2 mét, nặng khoảng 5,5 kg và vẫn còn sống khỏe mạnh. Trước đó vào ngày 28 tháng 8, rắn hổ mang chúa này bò vào khu vực trang trại của một hộ dân trú tại địa bàn thôn Tân Bình, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc để săn bắt gà. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã bắt nhốt lại. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, nên người dân đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, hạt kiểm lâm huyện Can Lộc và cơ quan chức năng để giao nộp.